Nằm trong khuôn khổ chương trình dự án Huế đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam, sáng nay tại bãi biển Hải Dương, WWF Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế tổ chức sự kiện đi bộ nhặt rác Huế Blogging 2023 hưởng ứng ngày môi trường thế giới, đồng thời phát động phong trào định kỳ đi bộ nhặt rác tại thành phố Huế. Biển Hải Dương là một địa điểm du lịch đẹp, nhưng tuyến đường ven biển và các khu vực xung quanh đối mặt với lượng rác thải từ người dân và du khách, trong đó chiếm phần lớn vẫn là rác thải nhựa. Do đó, sự kiện đi bộ nhặt rác được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng. Tham gia sự kiện có hơn 300 người chơi chia thành 30 đội đến từ các đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Huế, Thành đoàn thành phố Huế, HEPCO, Ủy ban nhân dân phường Thuận An và Ủy ban nhân dân xã Hải Dương. Các đội thi cùng nhau vừa đi bộ vừa thu gom các loại rác thải, góp phần làm sạch đẹp khu vực xung quanh tuyến đường ven biển Hải Dương. Ngoài ra, các đội chơi còn tham gia thử thách giảm nhựa như làm sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa, xếp thông điệp giảm nhựa từ rác thải thu gom, thử thách phân loại rác và tham gia hoạt động đổi rác lấy quà. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho 3 đội thu gom rác xuất sắc nhất và các giải phụ đội phân loại rác tốt nhất, đội vượt qua các thử thách xuất sắc nhất. Dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động để phấn đấu đến năm 2024, thành phố Huế sẽ giảm được 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường.